Yo, hello anh em, chào mừng đã quay trở lại với Top Mobile Games. Và hôm nay chúng ta hãy nói về một cầu thủ mà có lẽ là mình đã ém hàng từ rất lâu rồi. Tại vì sao, lý do gì mà khiến cho mình ém hàng lâu như vậy? Bởi vì là mình chưa tìm ra được cái vị trí mà cầu thủ đó đá cảm thấy là ok nhất. Và có thể là cái lối chơi của cầu thủ đó nó chưa hợp với mình. Tuy nhiên thì trong video này rất may mắn là chúng ta đã một phần nào đó biết được rằng là cầu thủ này có thể đá tốt nhất ở cái vị trí này. Không ai khác đó chính là Hoàng đế Franz Beckenbauer. Và đương nhiên rồi, vị trí chuẩn là CB thì chúng ta phải đá CB với cả Beckenbauer thôi. Khi mà anh em đã bóc chỉ số thì chúng ta có bộ chỉ số là 99 ở trong màu áo của Bayern Munich. Tiếp theo đó là những cái bộ chỉ số mà Beckenbauer sở hữu. Đây là một cầu thủ mà có thể nói là đá các vị trí như CMF hay là DM hay là vị trí RB, CB đều khá là ok. Nhưng chuẩn chỉnh nhất vẫn là vị trí CB. Đọc trận đấu nó rất là hay. Anh em có bộ chỉ số tổng quát nó quá là cao. Và những cái điểm nổi bật với một CB, nó chắc chắn là về khả năng phòng ngự rồi. Ngoài ra anh em còn có thêm bonus, thêm cả những khả năng về truyền trọt này, về dê bóng này, về cả tấn công nữa cơ. Thì cái lý do gì mà chúng ta không thay đổi một vài vị trí nếu như chúng ta đá Beckenbauer, đúng không? Với Beckenbauer thì cá nhân mình thấy đây là một mẫu CB mà đa năng được lối chơi rất cao. Và anh em cũng có thể là tận dụng Beckenbauer trong khá nhiều các cái chiến thuật khác nhau, như là 3 hậu vệ, 5 hậu vệ hay là 4 hậu vệ. Và đặc biệt nhất đó chính là 5 hậu vệ khi mà Beckenbauer sẽ đá ở vị trí chính giữa và coi như là cầm trịch cái vị trí hàng thủ này. Với cái khả năng về truyền trò tốt như thế này thì anh em đang sở hữu một trong những CB mà truyền đỉnh nhất ở trong game rồi. Những cái pha phất bóng của Beckenbauer luôn luôn có cái điểm rơi hoàn hảo và đặt cho những tiền đạo của chúng ta vào trong cái tư thế sẵn sàng để có thể là băng xuống và dứt điểm. Đó là lý do vì sao mà Beckenbauer chơi rất hay trong các cái chiến thuật của 5 hậu vệ. Nếu như đá chiến thuật của 3 hậu vệ thì mình nghĩ là anh em có thể để cho Beckenbauer đá vào vị trí CB chính giữa. Tuy nhiên thì hai vị trí CB biên của chúng ta cần phải là những cái vị trí CB tốc độ hơn, khỏe hơn để có thể cover những cái khoảng trống mà Beckenbauer không cần quan tâm quá nhiều. Tốc độ tốt cũng giúp cho Beckenbauer đeo bám khá ổn đối với những cái tiền đạo đang hot hiện nay. Và một ngày đẹp trời thì Beckenbauer cũng có thể đẩy được Hà Lan dễ dàng mà không có một vấn đề gì cả. Tuy nhiên một cái điểm mà mình cảm thấy nó hơi rắc rối một chút đó chính là cái sự mâu thuẫn giữa chỉ số về những thứ tấn công và chỉ số về những thứ phòng ngự. Nói chung là mặt bằng chung nó quá là cao, thành ra cái việc mà có những cái pha ngớ ngẩn là hoàn toàn có khi mà anh em đẩy cho Beckenbauer, kiểu anh em quá tự tin với Beckenbauer về khả năng giữ bóng, anh em đẩy cho Beckenbauer những kết quả hơi khó một tí thì ông sẽ gặp những cái vấn đề về khả năng giữ bóng, khả năng điều tiết. Vì đương nhiên rồi, vị trí CB mà chúng ta nếu mà đá quá là gọi là gì rườm rà thì team bạn sẽ cướp được bóng ngay lập tức. Tiếp theo đó là khả năng về chuyền tròn cũng sẽ được thể hiện khá là rõ ở trong khả năng đá phạt cũng như đá phạt góc của Beckenbauer. Ở một vài tình huống mình đá phạt góc cùng với Beckenbauer khi đá vị trí mà cột bên trái cầu môn của đối phương, những cái pha bóng mà vuốt rất mạnh bằng chân phải vào, nó có những cái điểm rơi hoàn hảo cho những cái tiền đạo băng vào đánh đầu và nó dứt điểm. Đó cũng là một cái điểm lợi thế và anh em đa năng được lối chơi cùng với Beckenbauer. Về stamina sẽ là một cái điểm mà anh em cần phải lưu ý. Vì lý do đó thì mình nghĩ là CB vẫn sẽ là một vị trí phù hợp hơn rất nhiều cho Beckenbauer. Khi mà stamina như thế này thì đủ để chúng ta có thể là đọc được trận đấu này, đủ để chúng ta có thể là đeo bám với những cái tình huống quan trọng. Nếu mà để sang RB thì thực sự là một cái vị trí nó không quá tối ưu. Vì thường RB mình cũng sẽ ưu tiên, hoặc là anh em sẽ ưu tiên những cái cầu thủ có stamina tốt hơn rất là nhiều. Cướp bóng thì không cần phải nói quá nhiều rồi. Tuy nhiên thì cái vị trí mà mình thấy nó ok nhất đó chính là vị trí CB lệch trái ở trong cái sơ đồ của 4 hậu vệ. Ngoài ra thì là 5 hậu vệ là CB chính giữa, 3 CB thì chính là CB chính giữa. Anh em có thể là cân nhắc những cái vị trí như thế này. Đá vị trí CB lệch trái này chúng ta có cái cảm giác về cắt bóng, về chọn vị trí nó hay hơn rất là nhiều, hơn khá nhiều so với việc mình đá CB lệch phải. Bộ skill thì anh em không cần nói quá nhiều rồi, rất là đẹp trong vị trí CB và ngay cả vị trí CMF nữa. Và build up thì đó chính là một cái style nó rất hợp lý để cặp cùng với những Destroyer. Nếu mà để so sánh giữa Mandini và Beckenbauer thì mình sẽ nghiêng về Mandini với những cái pha bóng mà chúng ta có cái lợi thế về chiều cao, về một chút về tốc độ và khả năng cắt bóng rất là hay của Mandini. Với Beckenbauer chúng ta sẽ có một cái lối chơi đa năng hơn và anh em có thể tận dụng kể cả trong cái phương án tấn công. Chúng ta kéo Beckenbauer lên và tạo cho team bạn những cái pha xáo trộn ở khu vực bắt người. Khi đó thì chúng ta cũng sẽ nhiều những phương án tấn công hơn và dễ dàng để có thể là tiến đến cầu môn của đối phương. Và đó cũng là cái video mình nói về Beckenbauer. Đây cũng là một video thực sự là cũng
có khá nhiều điều để nói về Beckham vì đây là một cầu thủ xứng đáng được gọi là hoàng đế ở trong game của chúng ta. Đương nhiên là sẽ có người hợp với Beckham, sẽ có người chưa hợp với Beckham. Nếu anh em muốn thực sự thử sức với Beckham, hãy thử vị trí CB lệch trái để xem được rằng là có hợp không nhá. Đừng quên like, subscribe cũng như tiếp tục tham gia game. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Peace.